Thưa quý vị, để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 78 của chính phủ và tăng cường xử lý tin giả tin sai sự thật về COVID-19 trên môi trường mạng, Quỹ ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ đạo giao các ngành địa phương nghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cử người phát ngôn, chủ động thống nhất đầu mối cung cấp thông tin, tránh tình trạng phát ngôn không thống nhất dẫn tới suy diễn, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Trong trường hợp các sở ngành địa phương phát sinh việc đột xuất, sự cố bất thường thì chậm nhất sau 2 giờ kể từ khi phát sinh sự việc nên cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí, trong đó nêu rõ quan điểm chỉ đạo và giải pháp xử lý bước đầu sự việc thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin nhất là thông tin trên không gian mạng về công tác phòng chống dịch tại đơn vị địa phương bên cạnh đó tăng cường rà soát nắm bắt phát hiện kịp thời tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch tại đơn vị khi phát hiện tin giả tin sai sự thật cần thông báo ngay cho công an tỉnh sở thông tin và truyền thông và các lực lượng có liên quan để kịp thời xác minh đối tượng phát tán tin giả phối hợp với đơn vị chức năng của bộ thông tin và truyền thông để thẩm định nguồn tin công bố cảnh báo tin giả tin sai sự thật chỉ đạo các lực lượng trực thuộc tham gia phòng chống dịch thực hiện nghiêm và đúng các quy định của cấp có thẩm quyền, có thái độ đúng mực với người dân, tránh gây bức xúc, bất bình, làm nóng vấn đề, phát tán các thông tin bất lợi lên mạng xã hội, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.